Và kính thưa quý vị thân mến, tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của thí sinh Hải Đăng với số báo danh 93 cùng bài hát Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cuộc đời
Chúc mừng Hải Đăng đã hoàn thành rất xuất sắc phần dự thi của mình.